Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa. Khánh Sơn là một huyện miền núi thuộc địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay Nhân sẽ có những trải nghiệm ở núi rừng. Bởi vì khá lâu rồi Nhân không đi núi và đi rừng cả nhà. Và khi mà đến ngay khu vực này thì Nhân thấy có một con suối nho nhỏ rất đẹp. Và bên cạnh con suối thì có một lán trại nho nhỏ. Và Nhân thấy có một cụ ông đang mắc võng nằm nghỉ trưa ở đây. Và bây giờ Nhân sẽ tiến vào khu đó xem thử là có mua được cái gì của ông cụ hay không. Thì bây giờ mời cả nhà hãy đi trải nghiệm cùng với Nhân nha. Để đến được cái lán trại của ông cụ thì chúng ta sẽ băng qua một cái con suối nho nhỏ. Mà ngay cái khu vực này thì tạm thời mùa này nó bị khô nước rồi. Chỉ có cái khúc ở phía ngoài kia thì vẫn còn đang có nước. Tiếng nước chảy róc rách ở phía bên kia cả nhà. Khi mà đến với núi rừng thì chúng ta sẽ được hít thở một bầu không khí rất là trong lành. Và những cái tiếng xe cộ ồn ào á, dường như là nó cũng không còn nữa. Vào đây thăm ông cụ cả nhà. Ông cười. Dạ, chào ông. Chà, nhà ông có một vườn sầu riêng đẹp quá ha. Dạ. Có mấy cây không? Ui, con thấy mấy chục cây luôn mà. Dạ. À, đây là lán trại của ông hả? Trại của mình ạ. Dạ, đẹp quá ha. Trại mới làm vừa rồi. Dạ. Mới làm vừa rồi. Mới làm thôi ạ? Mới làm mà con thấy trại nhìn đẹp quá. Ông lên trại có một mình thôi hả? Ông mình nhà à, nhà ông ở dưới đây làm cái trại thì nhìn thích quá ha. Con nghe nói rằng là ông tính bán trại hả? Hả? Ông tính bán cái trại này hả? Không. Sao con nghe dân làng đồn rằng là không, ông muốn bán cái lán trại này? Không, không bán gì. Con lên đây con mua luôn. Không. Ai bán? Ông. Từ trại của ông mà. Trại của mình còn ai bán? Ông bán. Ông bán. Ông ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dạ, cho con trò chuyện với ông xíu nghe. À. Dạ, ông tên gì ông? Cứ. Dạ. Bò Cứ. Bò Cứ à? À, tên là Cứ. 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 Dạ. Là Cứ hay là Cưới à? Cứ. Cứ là chữ Ư thôi. Chữ Ư. À. Cờ Ư Cư. Cứ. Là Cứ. Bò Cứ. Bò Cứ. Hai bò. Hai chữ B. Một chữ Cứ. Ba à. Chữ không? Là tên của ông là có ba chữ. Có ba chữ. Bò. Bò là bò. Hai bò. Bò. Bò là rất hai. Bò Cứ. À, là bò là cái họ hả? À, bò họ. Còn tên là tên Cứ. Tên Cứ. Bò Cứ. Bò. Năm nay ông được nhiêu tuổi rồi? 30. À, coi như là... 30. Coi như là 80. 80 hả? À? Dạ. Rồi ông lên đây có mình thôi. À, mình. Dạ. Rồi cái vườn này ông trồng sầu riêng lâu chưa? Lâu rồi. Sầu riêng mới trồng. Dạ. Sầu riêng mới trồng. Còn mía thì trồng lâu rồi. Bây giờ ông còn cây mía nào không ông? Ừ? Ông còn cây mía nào không? Mía ít đây nè. Ông ăn chặt ăn chặt. Ông cho con ra thăm vườn mía đi ông. Không, vườn mía đây nè. Đi, ông dắt con đi thăm đi. Dạ. Xem thử còn cây mía nào không. Con mua mía con ăn. Mua chi cho ăn. À, ông nói là mua làm chi cả nhà. Là ông nói là cho ăn chứ mua làm chi. mua nhiều. À, mua là phải mua nhiều hả? Ờ. À. Vậy ba cây của anh mua chi. Con mượn ông xíu. Đi không? Ông đi. Cho con đi tham quan cái vườn của ông ha. Ông nói là vài ba cây thì mua làm gì? Là cho ăn ha. À, cho. Dạ. Đem rửa cái. Bà con trên đây rất là, mình dùng từ là rất là quý khách nè, cũng như là rất là thảo ăn cả nhà. Ông mang theo cây rửa, ông sẵn sàng ông sẽ chặt cây mía. Đi. Dạ, ông đi trước đi. Nhìn thấy ông ốm quá ha. À, ốm. Dạ. Hồi xưa ông có ốm như thế này không? Không. Dạ. Hồi xưa đi bộ đội chứ. Đi bộ đội ốm thế này để bắt gì sao. Dạ. Ồ, cái vườn của ông đẹp quá, phía bên cạnh là con suối nữa chứ. À, con suối bên đây. Cái vườn của anh 2-3 cây. Dạ. 2-3 cây sầu riêng. Sầu riêng ông trồng được mấy năm rồi? Coi như là 3 năm rồi.
Vậy là gần được thu hoạch rồi ông ơi? Chưa đâu. Được 4 năm. 4 năm mới có trái à? Được có trái. Dạ. Thì bữa nào ông có trồng thêm sầu riêng nữa không? Có chứ. Đất của ông rộng quá. Này chắc phải rộng nhỏ anh có 3 sầu. Mấy mới. Ngàn mét vuông á cả nhà ơi. Ủa? Rồi bây giờ mía đâu chặt không? Không, mía tôi chặt mía coi như người ta chặt hết rồi này. Tôi cho mía đây. Vô đây tôi chặt. À, ông. Mía này của ông hay của ai? Không, của mình cho. Dạ. Ừ, của mình chứ mình rất nhưng, chặt. Nhưng mà bây giờ ông mía này là để giống hay để làm gì? Để giống quay nghề chặt cho anh ăn. Hả? Ờ. Vậy là cái mía này ông để giống hả? À, để giống mà không được chặt để cho anh ăn. Ông để giống mà giờ ông chặt luôn à? Ông ơi, thôi. Một cây thôi ông à. Hai cây, hai đứa. Hai đứa ăn thế này đủ rồi. Thôi, quay hai đứa. Dạ không, ông ơi. Mà ăn không hết bỏ mang tội. Dạ mình lấy cái này thôi. À. Vậy cây này ông bán nhiêu không? Không bán cho anh ăn. Thôi ông không bán còn bắt lại. Thôi. Tầm 7. Ừ, cây giống của ông mà. Lá là đùm ra rất sâu. Ông bảo là lá lành đùm ra lá lá rách. Ra đùm. Nhưng mà cái lá của con nó chưa rách. Mà không chưa rách để thèm mía ăn thì ăn chứ. Thì không mua chứ. Thôi mua được không mua. Ông trồng mía rất là cực cả nhà, có nghĩa là phải chăm bón nè, rồi cái lúc mà mưa gió là phải làm cho nó giữ đứng cái mía nó nhiều này, nói chung là ông trồng cái ruộng mía này là khoảng bao nhiêu mét vuông ở đây không? Coi như có ba có hai sào mấy rồi. Hai sào mấy là 2000 mấy mét đó ha. Có hai sào. Là khi mà ông thu hoạch lên thì được mấy tấn mía? Thu hoạch bao rồi coi như có mấy là có 800. 800 ngàn hả? Ở 800 ngàn. Cả nhà có cái vườn mía nè cả nhà. Hai sào mấy mía mà sao có 800 ngàn à hả? Coi như là mía rắc hết. Đây này chặt bỏ đây nè. Nó bị hư à? Nó bị hư. Trời ơi. Hư không có nước. Mía tím cả nhà. Mía tím này nó mềm mà nó cái nước nó nhiều ăn rất là ngon. Mà cuối cùng ông trồng mấy năm thì ông thu hoạch? Mấy tháng? Một năm. Ủa? Một năm coi như trồng tháng 4, tháng này trồng coi như tháng 9. Sau này rồi là coi thu hoạch. À tháng 9. Là gần một năm à? Con thấy người ta trồng mía như à đúng rồi cũng gần năm thiệt cơ cả nhà. Mà cuối cùng mà được có 800 ngàn thôi. Có 800. Cho. Đây là mía của người ta Pháp. Vậy năm sau ông có còn trồng mía nữa không? Có chứ. Nhưng mà trồng không có lời nhiều vậy mà ông sao ông lại không trồng cây khác mà trồng cây mía? Trồng thế này trồng cây nhà đấy cây nhà phục vụ cho sầu riêng. Anh trồng sầu riêng hết đó là cây mía. Lấy tiền đâu mà chăm sóc à, con hiểu rồi. Là ông trồng mía để ông lấy cái tiền ông bù đắp vô cái tiền phân thuốc cho sầu riêng ha. Trời ông chia sẻ. Ở nhà không có sầu riêng in góc cho cái nhà vườn nhà. Ở nhà cũng có nữa à? Có. Dạ. Hay là thôi ông bán cho con nửa miếng đất đi không? Hả? Ông bán cho con nửa miếng đất đi. Có. Bán gì nhỏ quá. Dạ. Bán gì nhỏ quá làm gì chia sẻ được. À ý là nếu mà bán một nửa thì nó nhỏ đất nó nhỏ quá hả? Đất nhỏ quá. Nhưng mà đối với con cũng là lớn rồi. Quay nhà qua bên kia, bữa trước qua bên kia rồi suối quay nhà nó mất đi rồi. Ở đây nó cũng mất đi đây. À cái suối nó bào đất à? Ừ. Nó bị lỡ cả nhà. Lỡ hết. Trời ơi. Không lỡ. Qua xong năm đây được chục năm nó quay nhà hết. Nó bào vô. Ừ. Thì bây giờ ông bán cho con đi rồi xong con làm cái bờ kè này con giữ đất lại. Thôi không bán. Không bán à? Vậy thôi tặng không ha. Ông cháu mình đi vô. À đi. Dạ. Nhưng mà mía này là ông quyết định là không lấy tiền hả? Không thấy tiền. Chứ cái chuyện đấy tiền bạc gì anh em quay như là bạn bè quay như gặp nhau. Ấy nấy quá nhỉ. Ông trồng mía ông nói trồng một cái năm trời mà được có 800 ngàn. Mà lên đây cây mía ông để giống mà mình cũng lấy mình ăn. Không, người ta ăn ông chơi gì mất mưa gì coi như. Cái mía ông chơi chứ ông ngồi. Một cái cây mía này ông làm giống thì ông chặt ra được mấy khúc? Coi như được 3 khúc. 3 khúc à? Đây. Đây. 10 phút chơi. Ồ. Một cây như thế này thì sẽ được 3 khúc. Nhìn có quay nhà là có con mắt như thế này nè. Đây là bỏ chặt vô đây nè. Con mắt đây nè. Mình trồng vòng thế này. Nó lên mắt này. Đây à? Ừ. À, nó chỉ lên. Mình chỉ lên. Dạ. Trời trồng 2000 mấy mía mà được có 800 ngàn. Mà 800. Trồng còn có năm trời luôn. Ừ. Wow. Năm trời.
Ông nói là bây giờ ông trồng mía để ông lấy tiền ông bù đắp cho cái phân thuốc của cái sầu riêng. Mà công nhận một điều rằng là cái đất của ông nó có một cái vị trí đẹp ghê, nó ven cái suối nữa chứ. Ven cái suối coi như là tôi sợ được cái này, sợ người ta làm đây nè, làm bờ kè ở đây. Mùa mưa nó nước nó có lên đây không ông? Không, ở đây không có, chỗ kia có. À dạ. Cực quá ha, làm cực. Làm rất nhiều, cực. Dạ, làm nhiều nhưng mà lại kinh tế không cao. Không cao. 800 ngàn thì... Có 800 thì mấy. Bây giờ lương công nhân bây giờ tối thiểu là cũng 5 triệu rồi. Thua. Lương công nhân 5 triệu thì một tháng thì... Mấy cùng nữa chứ mấy. Dạ. Chưa được một nữa. Chưa được một nữa. Lương. Mà gần một năm luôn. Ông có nuôi heo nữa hả? Nuôi heo nhỏ nhỏ kia. À. Cả nhà, ông cho con xem mấy con heo xíu được không? Đi. À, ông có nuôi mấy con heo nè. Ồ, nuôi mấy con heo nhỏ nhỏ. Hai con mấy. Dạ. Có một cái trại nhỏ nhỏ trên này cũng thích ha. Yên tĩnh. Mấy chú heo nhỏ nhỏ cũng dễ thương. Heo đó là heo tộc không? Heo nhân tộc. À, gọi là heo tộc. Vậy thì heo đó ông nuôi đến khi nào thì ông lại bán? Có 5 nhé. Dạ. 5 nhé. Ông ngồi trên võng đi cho để mỏi. Còn đứng cũng được. Một năm nữa à? Nhưng một năm lớn rồi coi như ăn thịt chứ. À. Một năm nữa là lớn là ăn thịt hả? Ăn thịt. Vậy ông không có bán hả? Hả? Ông không bán hả? Bán thì coi như lớn nhiều, bán thì coi như nhiều nó bán. À, bình thường một con heo ông bán được bao nhiêu tiền? Cỡ một ký. Ký à? Một ký bao nhiêu ông? Một ký quay một chút về cái mấy, cũng một ký. Mình cũng chưa bán heo nhưng mà người ta bán một tạ heo. Bữa mua lên đây heo tạ. Bán có mấy đâu coi như có 5 triệu. 100 ký heo tộc là 5 triệu. 5 triệu. Là tính ra 50 ngàn một ký. Bên lên đây nè, ô. Cái nành nó dài như thế này. Thế à? Ừ, đực. Hồi xưa giờ ông có cái nành heo nào không? Có, bữa trước coi như có chứ nhưng mà coi như người ta lấy hết rồi. Của mình mà sao để người ta lấy? Ủa, người ta lấy mấy đứa người ta làm đó, mình giảm thì không làm được. Mấy đứa người ta làm, người ta tạo heo rồi người ta mú coi như là răng chừng này không à. Tôi không nay lâu đâu. Thế à? Chừng này. Chúc chà. To, heo mập thế này to. Dạ. À. Hồi xưa giờ ở trên núi á, ông có đi trầm không? Đi trầm á, đi lấy trầm á? Không. Thường thường đi lấy trầm. Người ta có, ở trên này người ta có hay đi không? Có chứ, một số người có. Mà trầm đâu có bây giờ này. Trầm sao có nữa. Bữa hồi trước kia, hồi năm 75, 76 là trầm nhiều. Thế à? Chừng này ai khai thác. Mấy đứa bằng giả nên khai thác hết rồi. À, các phù trầm đi. Lấy trầm hết. Hồi xưa giờ ông có được miếng nào không? Không. Không được miếng nào luôn hả? Không miếng nào. Đi có khai thác đâu biết. À, ông không biết khai thác? Không biết. À, tội ghê. Có nghĩa rằng là những cái... Biết cây cũng biết khai thác. Mình biết cây đó nhưng mà mình không biết khai thác. Không biết khai thác. Đồ nghề đâu mà khai thác không? À, mình phải có đồ nghề ha. Đồ nghề. À, chứng tỏ một điều rằng là thiên nhiên ban tặng cho bà con ở đây rất là nhiều những thứ quý giá nhưng mà do không biết khai thác. Không biết khai thác. Cho nên là người lạ người ta đến đây người ta khai thác rồi. Dạ. Rồi bà xã của ông đâu rồi? Ở nhà. À, mà sao bà không lên? Không. Bà giờ nghỉ nhà. Nghỉ mình nhà. Dạ. Mình lên đây chăm sóc chú gà, heo, bẫy. À, chăm sóc gà với heo ha? Dạ. Bữa trước nó hết, chết hết rồi. Ai chết nó coi như mất. Ngày mất chó nó cắn. À, bị chó cắn. Con thấy ở đây có chim đại bàng nó hay lượn lượn đây nè. Chim à? Dạ đúng rồi. Có. Có chừng nó bắt gà đó. Chim hơi lớn, bệnh lớn đây nè. Có. À. Chim có quay có cái đầu này là có dài như thế này. Con chim thì kỳ không? Cái chim không phải cái dòng là cái chim chim thấy chim ấy
chim ăn gà. Chim ăn gà. Hồi xưa giờ ông có hay đi rừng không? Không. Mà ít khi đi rừng, từ trẻ rồi đi. Hồi trẻ đi à? Hồi trẻ đấy đi. Mà dạ. Già thế này đi không nổi. Dạ. Bữa trước quay nhà đi thúc số 2, anh biết số 2 không? Chỗ cái số 2 này này, tin quay như là dưới đi. Dạ. Quên. Con không phải người ở đây cho nên con không biết ông à? À không. Dạ. Đi trúc trên kia. Ông, hồi xưa có cái vụ máy bay rơi, ông có lên đó không? Không. Máy bay rơi chỗ đây hả? Dạ. Mình không lên. Không lên à? Không. Dạ. À, rơi gần như đây ha. Đây mà máy bay rơi chỗ đây một chiếc này. Chỗ này cũng rơi nữa hả? Ở. Ui cha, sao rơi nhiều vậy? Dân tộc mình bắn. Hả? Dân tộc mình bắn hồi trước kia chiến tranh. À, cái thời xưa rồi. Thời xưa, hồi bay bay mới. À, bắn rơi bay ngay đây ha. Bay rơi chỗ đây. Dạ. Bị tay nó thấp quá, người ta bắn trúng cái người lái. Thế à? Ừ. Dạ. Bắn súng. Là trực thăng hay là? Trực thăng. À, máy bay trực thăng bay qua đây. Bay qua đây quay. Thấp quá mà ta bắn tung người lấy. Dạ dạ. Còn cái rơi bên kia bờ rồi là hai chiếc bờ rồi tua quay suy kè một chiếc chỗ đây một chiếc. Chỗ ok không? À. Dạ. Mình muốn đi. Lúc mà chết bờ bà và bà Hai Lan. Biết bà Hai Lan. Hai Lan còn sống à? Còn sống à? Dạ. Ừ. Ý là máy bay rơi nhưng mà còn một người duy nhất còn sống. Một người bà Hai Lan đâu coi như còn sống được. Dạ. Mai. Hay ha ông ha? Mai anh em mình coi như cứu. À, có nghĩa là bà con mình ở trên đây lên cứu? Mà cứu bà con ở trên kia, ở xuân trung cứu, thấy bà lắm. Trời. Tội. Mà máy bay rơi mấy ngày mới tìm được ông? Ông mới tìm coi như ngày, ta hàng coi như ngày nay, mai mốt người ta tìm được. Dạ, cũng mấy ngày trong rừng ha? Mấy ngày trong rừng. Bà nó lạnh nhất. Bà. Dạ. May mắn ha? Chung người chết hết. Dạ. Không. Vậy giờ con trả tiền cái mí này nghe. Thôi, không trả tiền. Dạ. Không trả hả? Bán kì. Vậy thôi mai con ghé lại con ăn tiếp nha. Dạ, ông lấy tiền thì mai con tới con ăn tiếp. Trả tiếp mà. Dạ. Trả tiếp, tôi lấy tiếp. À, không lấy tiền nữa hả? Tôi lấy tiền. Thì cũng có ăn khi nào mà hết cái mía. Hết cái đống mía luôn. Ừ. Ông có mấy người con? Tôi có 5 đứa. 5 người con? Dạ. Có cháu rồi có rẻ rồi. Dạ. Tính ra là có được một cái mảnh vườn nho nhỏ giữa núi rừng như thế này cũng thú vị cả nhà. Là cái không khí ở đây nó rất là tốt nè và thật sự yên tĩnh. Chúng ta không cần phải ăn cái gì đó nó quá cao sang cả nhà. Rau cỏ quanh cái khu vườn là chúng ta đủ ăn rồi, không hả? À, rau lan đó rồi. Mấy đứa ở đây một bộ rồi quay làm chuồng vàng. Dạ. Hay rau lan ruột chấm mắm ăn. Cái gùi này ông để gùi cái gì đi ông? Cái gùi này nè. Để măng. Dạ. Để măng coi như là măng. Ông đi hái măng hả? Ừ. Không, để mình gùi vậy chứ. À, để ông gùi hả? Ừ. Rồi ông bỏ cái gì trong cái gùi này? Gùi coi như bỏ bắp, bỏ cái gì, mía, đồ cũng bỏ trong đây. À, bắp mía ở đây ha? Ừ. Dạ. Đọt mía rồi đâu phải bỏ trong đây. Để ăn. Ông hái ở đây chuối ở đâu mà ông để trong này? Chuối coi như ở trong nhà đó chuối chín. Dạ. Ăn. Dạ. Ăn. Là ông cho con hả? Ở chỗ nghe ăn. Rồi, không lấy đồ ông cho nữa rồi cả nhà. Nhưng mà đây rồi ông nè, có chuối rồi. Có đã ăn đây. Dạ. Chuối đây. Để xem là trong cái láng trại của ông cụ. À, có bắp nữa kìa. Bắp đâu có nhỏ nhỏ. À, có mấy trái bắp trắng kìa cả nhà kìa. Ừ. Được mấy trái bắp trắng nhỏ nhỏ à, chắc ông để cho gà ăn ha. Đây, nó chín khá này. À, đây này, chuối chín đây à. Ông mang cái nả chuối chín. Gì đây, thôi đây, đây, đây. Ông để dành ông ăn mà tự nhiên giờ mình lên láng trại cái mình tính mình ăn hết của ông là không được rồi. Dành hết cho coi như là ăn chút. Không. Có khi nào ông suy nghĩ rằng là tự nhiên có mấy thằng nào ở đâu tới cái ăn hết đồ của mình không? Thằng nào gì mà quay anh em ruột thịt, anh em quay như anh em cùng quay như cùng một quê hương ha. Ở một cái dòng máu. Dạ. Một cái dòng máu khác nhau, một dòng máu. Chú này là chú sạch phải không ông? Ừ. Dạ. Thầy chia sẻ với cả nhà thì cái chú là tên gì không? Chú coi như là chú gì cũng không quên rồi. Quên rồi hả? Dạ. Dạ. Anh ăn không? Dạ, không mời ông. Không. Ông ăn này xong con mới dám ăn.
Thôi, ăn cái đi. Nhưng mà không muốn lọt trong mà người chết. Thôi, thôi, thôi. Thôi hay, là, hay là ông bơm thuốc thôi hả? Ờ, bơm thuốc. Thuốc mê. Thuốc mê à? Ờ, thuốc mê. Ăn xong nó lại đây luôn ha? À, lại đây luôn. Thôi, mời quý vị khán giả ăn một trái chuối ở trên một khu vực miền núi rất là thưa nhà nha cả nhà. Khu vực này nhân đi xung quanh chưa thấy một cái nhà nào, mới chỉ thấy cái lán trại của ông đầu tiên thôi. Thì nếu mà đi xuống như khu làng thì đông nhà hơn, không ha? Vậy là đa số trên đây là bà con làm trại hết hả? Làm trại. Dạ. Con xin phép con ăn nha, ăn thử nha. Nó có một cái mùi thơm, ngọt. Thuốc này là thuốc sạch, chuối sạch không ông? Chuối sạch. Dạ. Mấy chú gà. Cho mấy chú gà miếng này con. Gà cũng ăn chuối nữa. Mà thôi con để lại trong ha. Thôi ra ăn đi cho em ăn. Dạ. Để em ăn đi không? Lại lùng gì coi chứ anh em mình. Hay nấy quá. Hay nấy quá cả nhà vô vườn của ông mà ăn. Thì thôi con gửi tiền lại cho ông nghe. Thôi đừng gửi tiền. Không gửi tiền à? Chứ gì không à? Thôi ý là con biếu cho ông ít tiền ông mua. Thôi thôi đừng biếu tiền bạc. Dạ. Không phải vì tiền vì bạc vì người mọi người. À. Dạ. Vì người mọi người tiền bạc đến thành vấn đề. Dạ. Có nghĩa rằng là cái tiền thì không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Dạ, nhưng mà cái tình cảm là chính hả? Tình cảm người. Dạ, giữa con người với con người. Ừ, con người với con người. Vậy là nếu mà quý vị khán giả mà có dịp mà đi lên Khánh Sơn mà tới khu vực miền núi ở trên đây á, cả nhà không cần phải mang theo lương thực nha cả nhà. Lên đây xin bà con trên đây chuối hay là cái gì đó mình ăn tạm. Ăn được cho mắc mưa đâu con. Dạ. Vậy thì cái này con xin nha. Xin ăn. Ngon thật cả nhà, chuối ngon. Để ăn. Nhưng mà hồi trưa nay ông ăn cơm ở dưới nhà rồi hả? Ăn cơm ở nhà. Rồi ông lên đây là ông đi bộ hay đi xe? Đi bộ chứ. Xa đâu, chú kia. À, đi một đoạn thôi. À, một đoạn. Dạ. Đoạn cái cầu á. Vậy thì hôm nay có duyên gặp ông, con cảm ơn ông nha. Ừ. À, rồi cái mía nữa nè, cảm ơn ông luôn. Bây giờ không lấy thì ông buồn hả cả nhà? Thôi cái này trả lại cho ông ơi, chứ bây giờ nói mua nữa ông tặng nữa thì sợ lắm. Bây giờ con không dám mua một cái gì cả. Ôi, khi mà con hỏi con mua thì ông đâu có bán đâu. Bán chi? Đất cũng không bán nè. Lạc giặc đâu bán chi quay như mình. Đây bán lạc giặc cái này con bán chi xin ăn. À, ông bảo rằng là những cái thứ nhỏ nhoi này không bán. Chỉ bán là bán lớp heo, gà, bò. À. Đó. Heo, gà với bò hay thôi ông bán cho con một con heo đi. Không, không bán. Không bán luôn hả? Heo mới mua đó. Thì em mới mua. À, ông mới mua về hả? Hai con là ông mua hết bao nhiêu tiền? Coi như là 1.6 triệu. 1.6 triệu? 1.6 triệu, hai con. 1.6 triệu, hai con. Rồi mình nuôi là khi nào mà nó to lên cái mình bán? Mình bán lại. Dạ, cực quá rồi cả nhà. Nhưng mà trong quá trình mà mua heo với kia, mua heo của người chầm, heo, thứ heo rằng rằng đó là mình không thích. À. Dạ. Heo mặn, khó nuôi. Khó nuôi hơn heo này, dạ. Ở đây ông có thả gà thả vườn trong cái khu vườn của ông mà nhìn rất là thích luôn. Đặc biệt là mình thích cái những cái cây sầu riêng này, nhìn rất là tốt. Sầu riêng này là ông tự chăm hay là ai chăm? Ông quay nhà con chăm. À, con của ông lên làm ha? Ờ, con có. Dạ. Rẻ của mình. Vậy thì cho con gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của ông hết nha. Dạ, con cũng cảm ơn cái món quà này. Chúc ông sức khỏe. Chúc. Dạ, có dịp nếu mà con về đây thì ông cháu mình gặp lại. Khi đó con kiếm cái khác con mua. À. Mua heo, mua đồ chẳng hạn. Mua. Mua. Ông nghỉ ngơi nha. À. Để ông nằm đây ông nghỉ, cả nhà mình tới mình thăm ông. Rồi, mời cả nhà đi tham quan khu vực đây một xíu nữa cả nhà. Đi. Dạ. Đi. Con đi ngang. À, đi anh. Nhưng không tới cái lấy mớ đồ của ông. Dạ, con cảm ơn. Suối này cả nhà, xuống cái suối này thăm này. Nhìn suối đẹp quá trời luôn. Thì chỗ này nếu mà tới cái mùa nước á, thì nước suối nó sẽ băng qua cái con suối này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nước nó không có nhiều. Thank you.
khung cảnh quá yên bình cả nhà. Thật sự rằng là nếu mà có cơ hội thì Nhân cũng mong muốn rằng là mình sẽ có được một khu vườn ở một cái nơi xa xôi như thế này. Nhân cũng không có thích giữa phố thị ồn ào, mình thích những cái nơi yên tĩnh như đây này. Xung quanh là cây cối và những con suối nhỏ nhỏ, rất thích. Và cả nhà cũng thấy đó, thì hôm nay Nhân sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm ở huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa. Và Nhân sẽ cố gắng để tìm người đưa mình lên cái nơi mà hồi xưa máy bay bị rơi á, trên cái đỉnh Hồ Kha cả nhà, để đi khám phá trên đó và ở lại qua đêm trên đó luôn. Và ngày hôm nay có duyên gặp một ông cụ rất là mến khách và rất là thảo ăn cả nhà, cái gì ông cũng cho mình ăn hết. Đối với ông là tiền bạc không quan trọng cả nhà, đến thăm là vui rồi. Thì nếu mà cả nhà có dịp về Khánh Sơn thì hãy ghé những cái nơi yên bình như thế này á, để chúng ta giảm những cái căng thẳng sau những khoảng thời gian lao động mệt mỏi. Nhân thì rất may mắn có cơ hội đến đây, và video này thì Nhân cũng kết thúc nha cả nhà. Nếu mà cả nhà xem video của Nhân thì đừng quên đó là Nhân có bán những cái sản phẩm về trầm hương, có cửa hàng ở Nha Trang cả nhà, và số điện thoại thì Nhân để ở trên màn hình đó. Cả nhà cứ liên hệ với số điện thoại đó thì nhân viên của Nhân sẽ tư vấn những cái sản phẩm trầm hương cho cả nhà nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà.